Thưa quý vị và các bạn trở lại thông tin với đề tài cũng liên quan đến lão quan này. Thưa quý vị trong bài viết này thì chúng ta cùng xem một đoạn trên dòng status mà nhóm của đệ tử quan tức là à, chúng thanh niên cũng đã có chia sẻ thông tin về việc mà lão quan này cũng đã biết rất là làm màu, rất là làm phong bạc nha quý vị. Hai cái từ phong bạc nó xuất hiện gần đây liên quan đến việc mà các đoàn từ thiện, các nhóm từ thiện đi ra miền Bắc cũng đã chia sẻ và tung hô về cái cách làm màu của mình trong các chiến làm từ thiện và từ phong bạc đó cũng đã xuất hiện gần đây. Và hôm nay lặp lại thông tin này thì chúng ta cũng đã thấy quan cũng biết làm làm màu, làm phong bạc cho mình từ trước sau khi các sự kiện mà lão đã tổ chức ra để tự vinh danh cho bản thân mình à, với nội dung trong dòng trạng thái này thì chúng ta cùng theo dõi để thấy được việc lão quan này cũng đã biết cách làm màu như thế nào nghe quý vị tác giả Trần Mỹ Phượng này cũng đã có nêu rõ về nội dung liên quan đến việc bản chất của con người quan như thế nào và dòng trạng thái với nội dung trong đoạn xịt tả tốt này của tác giả Trần Mỹ Phương cũng có chia sẻ về bản chất con người của quan thể hiện rất rõ thông qua việc quan tự đặt khánh vàng quốc trung hiền sĩ rồi lén nhờ đại học luật trao cho mình trước mặt máy quay phim chụp hình để làm màu, làm phong bạc. Thưa quý vị, đây cũng là cách làm màu mà cộng đồng mạng được đặt cho cái biệt danh gọi là làm phong bạc đấy quý vị à chúng ta cũng đã thấy rằng cái việc mà làm phong bạc làm màu thì trước đây giới nghệ sĩ và những người nổi tiếng cũng đã đã thường thực hành cái vấn đề này và gần đây nhất thì chúng ta thấy rằng lão thượng tọa thích nhật luồng kia cũng đã thể hiện cái sự màu mè mà của mình bằng cách làm phong bạc trong chuyến đi từ thiện của miền Bắc đã bị cộng đồng mạng vạch trần thì lão đứng lên phản kháng à, bạo biện cho rằng đó là sự tấn công đối với những người làm thiện nguyên nhưng thực ra lão đã à, đã làm màu cho chiến từ thiện của mình bằng cách là phát loa đem loa ra rêu rao rồi ca ngợi tự cổ xí cho việc làm của mình. Nhưng thực ra đó là tất cả những gì sự đóng góp cống hiến từ tiền bạc bằng cúng dường của tất cả bá tánh nhưng lão đem ra làm màu cho danh dự của mình. Thì đó có phải là làm, làm màu làm phong bạc không lão thích nhật luôn. Và hôm nay thêm một lần nữa thì chúng ta thấy lão thượng tọa vương quan quyền này. Đây lão tự đặt cái bản vàng gọi là khánh vàng với nội dung là à, quốc trung hiền sĩ rồi đem vào trong một cái buổi gọi là tri ân thầy cô giáo của mình rồi nhờ trường đại học luật đưa đứng ra trao cái cái khánh vàng này cho lão khánh vàng với cái tên gọi là quốc trung hiền sĩ quý vị cũng đã thấy ra được cộng đồng mạng chia sẻ rất là nhiều cho nên tác giả trong bài viết này đã biết rõ được bản chất của con người quan là thể hiện thông qua sự việc đặt khánh vàng quốc trung huyền sĩ rồi lén nhờ đại học luật hà nội trao tặng cho mình trước mặt máy quay phim chụp hình để làm màu làm phong bạc đây là hình ảnh mà chúng ta cũng đã từng theo dõi từng chứng kiến trong thời gian vừa qua lão đã à, thể hiện cái sự kiện này trước mặt của bá quan văn võ À, với sự có mặt của hàng trăm hàng ngàn các Phật tử cũng như là đồng môn đồng đạo đến để tham dự các buổi lễ mà hoành tráng của lão được gọi là tri ân khách hàng rồi tri ân thầy cô giáo trong buổi lễ đó thì chúng ta thấy rất đông các uh... Chắc ông như là trong cái bán bệ của trường Đại học Luật Hà Nội đại diện cho ngành giáo dục. Đấy, nhiều ông tiến sĩ tai to mặt lớn, nhiều bà coi như phó giáo sư tiến sĩ cũng phải khen lấy, khen để lấy một đến một đứa học trò vô danh tiểu tốt mà chính ngôi trường này đã đào tạo ra. Đấy, rồi lại quỳ lại lấy một thằng học trò mà coi như là giải nhân giải nghĩa, mượn chiếc áo nhà Phật để đứng lên tự trao bằng cho mình rồi tự đặt cái quốc trung hiền sĩ này đấy để tự nhân danh cho mình là một bậc đế vương là một bậc coi như là thánh thiện nhất giữa chốn đời trần này chúng ta thấy ông chưa học qua bằng cấp 3 nhưng ông có bằng tiến sĩ Ông được rất nhiều người quan tâm và ngưỡng mộ ông, nhưng đó là sự giả tạo bởi à, từ sự cúng dường của tiền bá tánh cho nên ông lấy cái niềm thương yêu của bá tánh đem đến để mua à, và có được những gì ngày hôm nay đó là địa vị và quyền lực của ông cho nên ông thống lĩnh được tất cả quy tụ được tất cả và kể cả là khiến cho hàng trăm người tri thức cũng phải quy phục điển hình là chúng ta thấy trong vụ việc mà tri ân thầy cô giáo ở trường đại học luật hà nội ông cũng đã quy tụ rất đông các gương mặt ưu tú của đại học luật hà nội và nhiều người tai to mặt lớn à, trong ngành à, à, giáo dục cũng đã phải quỳ lại trước một đứa học sinh vô danh tiểu tốt như thế này thật là nhục nhã cho cho ngành giáo dục thưa quý vị như vậy thì liên quan đến cái sự thật này thì chúng ta thấy cái bản mà quốc trung hiền sĩ gọi là cái um, cái thương hiệu đó được lão quan này tự đặt tự mua rồi tự vinh danh và nhờ trường đại học luật đại diện để tặng trao cho mình rồi quay phim chụp hình làm phong bạc làm nền làm màu đó có phải là hình thức để tô son điểm phấn cho cái thanh danh của mình hay không quý vị nhưng thực ra thì bên trong là rỗng toát à, bên trong là thối nát bên trong là ti tiện và hèn nhục của một một lão coi như là ma vương giả danh mượn chiếc áo nhà phật để bôi bẩn niềm tin của phật pháp Thưa quý vị, như vậy thì qua rất nhiều các thông tin mà chúng ta đã quan tâm, đã theo dõi trên mạng xã hội thì thấy rất nhiều lời bình luận đàm phán của cộng đồng mạng cũng rất bất bình về hành vi bản chất của những à, gọi là con sâu mà làm rầu trong tôn giáo này đó là các ma tăng gần đây đã xuất hiện Điển hình là ma tăng à, của chốn Phật quan quyền ở núi rừng Bà Rịa Vũng Tàu và gần đây là ma tăng thích nhật luồn Ma Tăng ở chùa bốn vàng đấy thích trúc gái à thích à, à, thích nhất là gái sinh đấy à, thưa quý vị rất nhiều các ma tăng và còn rất nhiều các ma tăng vừa qua được cộng đồng mạng lên tiếng mà chúng ta có thể không đủ thời gian để liệt kê, để công khai và để chia sẻ đâu quý vị. Và chắc chắn liên quan đến sự kiện này trong thời gian sắp tới mong rằng cơ quan chức năng và cộng đồng mạng hãy lật tẩy lôi những ma tăng đang nấp ẩn đằng sau chiếc áo của nhà Phật này mà làm bôi bẩn niềm tin của Đức Phật. Hãy đem những con ma tăng này ra trước ánh sáng công luận để trừng trị, để trả giá cho sự đời này. Và mong các ma tăng này hãy tự giác để hoàn tục trả lại những gì mà bá tánh thiên hạ cũng đã trao, đã cúng, đã tặng cho các con ma tăng này. Sống giống như một đế vương thời vua chúa ngày xưa quý vị. Họ muốn gì họ được nấy Như vậy thì chúng ta thấy quá là bất công cho xã hội quá là bất công cho những người mà tu hành coi như là à, chánh đạo như vậy đã bị đã bị nhóm ma tăng này phá rối trong thời gian vừa qua. điển hình là sự xuất thân của sư Minh Tệ đó là một à, bậc mà chúng ta có thể dù là chưa được công nhận là một bậc chân tu nhưng chúng ta cũng khâm phục về bản chất của thực sự của sư minh tề đã đi đúng con đường của đức phật và đã dạy đã chỉ ra cho các ma tăng này thấy đâu là thật đâu là giả và để cho chúng sanh chúng ta sáng mắt và sớm giác ngộ ra biết được con đường chân tu chánh đạo là như thế nào Thưa quý vị, thông qua bài viết này, một lần nữa chúng ta đã hiểu thêm và biết rõ được bản chất thực sự về bí ẩn và cũng như là những điều khuất tất đằng sau sự nhơ nhớp của các ma tăng điển hình là vương quan quyền tại chốn Phật Môn và ma tăng thích nhật luồn tại À quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi thông tin của mình. Đến đây mình xin kết thúc thông tin này. Xin mến chúc quý vị và các bạn có một ngày bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ. À.